Mới đây, tại Hà Nội xảy ra màn va chạm giao thông của hai nam tài xế. Sau va chạm, hai nam tài xế không giữ được bình tĩnh đã lao xuống đường đánh đuổi nhau, khiến cả con phố Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc. Sự việc ồn ào này xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút chiều ngày 20 tháng 10 trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, và một phần diễn biến được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng thời điểm ghi lại. Cụ thể, thời điểm đó, đường Nguyễn Chí Thanh đang có mật độ giao thông rất đông. Chiếc xe Innova thường xuyên có các pha lượng ép đầu các phương tiện lưu thông cùng chiều. Hậu quả là chiếc xe này đã xảy ra va chạm với xe Honda CR-V. Sau va chạm, hai tài xế đã không giải quyết mâu thuẫn một cách bình tĩnh dẫn tới xô xát. Mặt xe đang dừng đổ giữa đường, cả hai tài xế lao vào đuổi đánh nhau. Qua sự việc trên, hành vi của họ càng khiến tình trạng giao thông trên đường trở nên tệ hơn, ùn tắc kéo dài, khiến các phương tiện di chuyển chậm. Còn bạn cảm thấy tình huống này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!